Chào mừng tất cả các bạn đang đến với buổi livestream độc quyền tại Thế Giới Skin Food cùng với nhãn hàng dược mỹ phẩm La Roche Posay, một trong những nhãn hàng hàng đầu tại thế giới được các chuyên gia da liễu khuyên dùng. Và đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện online clinic tư vấn online giảm mụn trưởng thành cùng bác sĩ da liễu. Và ngày hôm nay đến với cái chương trình này là sự tham gia vô cùng đặc biệt của hai vị khách mời. Mỹ Dung xin trân trọng giới thiệu với các bạn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, nguyên giảng viên bộ môn khoa da liễu tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, và cô đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác và làm việc tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng góp mặt với chúng ta ngày hôm nay để đưa ra những lời tư vấn vô cùng hữu ích các bạn nhé. Và người thứ hai là một anh chàng vô cùng dễ thương với nụ cười tỏa nắng, sẽ mang đến cho chúng ta những cái năng lượng vô cùng tích cực của ngày hôm nay, đó chính là Tuân Phạm. Và trước khi bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời sẽ có đôi lời chia sẻ với các bạn khán giả nhé. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, nguyên giảng viên bộ môn da liễu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình livestream hôm nay. Thì tôi đã có hơn 30 năm trong nghề và phải nói là thật sự cảm thấy trẻ trung lại và hào hứng lại với một cái chương trình hết sức là năng động cùng với lại những cái bạn trẻ nha. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cùng đồng hành cùng với La Roche Posay trong rất là nhiều chương trình. Và hy vọng là các bạn ơi, các bạn có những câu hỏi gì thì hãy để lại cái comment để được bác sĩ tư vấn trực tiếp nha. Còn Tuân Phạm thì sao ạ? Không biết là cảm xúc của bạn ngày hôm nay khi đến với chương trình này như thế nào ạ? Trước tiên là được ngồi cạnh bác sĩ Sương và chị Dung cảm thấy rất là hãnh diện. Và xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn khán giả. Ngày hôm nay thì Tuân có mặt tại đây để chúng ta sẽ cùng với nhau. Đây là một cái chủ đề mà mình nghĩ là có rất nhiều những bạn trẻ và những người trưởng thành quan tâm, đó chính là làm thế nào để có thể giảm được mụn trưởng thành. Hy vọng rằng là đây sẽ là một cái buổi livestream để chúng ta có thể có thêm nhiều kinh nghiệm cho tất cả các bạn. Nếu như bạn nào chưa biết thì mình là Tuân Phạm. Hiện tại thì mình đang là một người dẫn chương trình, một người sáng tạo nội dung, và bên cạnh đó thì mình còn là một chủ chuỗi cửa hàng Bánh Huế. Một cửa hàng Bánh Huế luôn. Thôi, thì Tuân ơi, thì nói chung là khi mà nhắc đến sức khỏe thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đó là những cái vấn đề về tim mạch nè, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái khái niệm đó là sức khỏe của làn da, thì không biết là bạn nghĩ sao về cái khái niệm này ha? Sức khỏe của làn da. Sức khỏe của làn da tức là nó cũng gắn liền với một làn da khỏe, đúng không chị? Đúng rồi. Thì có một cái câu mà mọi người hay nghe, đó chính là nhất giá nhì da. Thì da là một cái mà con thấy nó cũng rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi vì nó cũng quyết định cái diện mạo của các bạn, ấn tượng của người khác khi mà nhìn vào các bạn, và nó cũng quyết định được cả cái sự tự tin của các bạn luôn. Thì với Tuân, một làn da khỏe tức là một làn da mà nó không bị mụn là đầu tiên, không bị kích ứng tức là bị mẩn ngứa, và thứ hai là không bị các vấn đề ví dụ như kiểu là da dầu hay là bị kích ứng, đúng không chị? Đây, thì em nghĩ là như vậy. Rồi, rất là cảm ơn chia sẻ của Tuân. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nghe ý kiến của bác sĩ dưới cái góc nhìn chuyên môn nha. Dạ, xin mời bác sĩ ạ. Cô được biết thầy, cô vẫn nhớ cái câu đầu tiên ở trong cái cuốn sách mà hồi đó cô bắt đầu học da liễu, đó là da là tấm gương phản ánh nội tạng. Và một cái làn da khỏe đó, nó phải đi từ một cái sức khỏe tốt. Nó cũng là một cái điều báo hiệu cho những cái bất thường nào đó ở tại chỗ hoặc là cả toàn thân của mình. Thì cái làn da khỏe nó sẽ không phải là chỉ là một cái làn da đẹp bình thường, mà nó sẽ là làn da đầu tiên là không bệnh tật. Nó rất là đơn giản, giống như tôi là không bị mụn trứng cá, không bị dị ứng vậy đó. Nó là một cái làn da không có bệnh, nó cân đối đồng đều giữa cái độ ẩm và cái độ dầu, và đồng thời nó thực hiện đầy đủ những cái chức năng của một làn da, bao gồm là chức năng bảo vệ nè, chức năng trao đổi chất nè, chức năng của một giác quan nè, chức năng miễn dịch diễn nè, và tất cả hoặc là tổng hợp vitamin D nè, tức là nó thực hiện đầy đủ chức năng của một cái cơ quan đảm nhiệm cái vai trò của nó một cách hoàn hảo nhất, thì đó là một làn da khỏe. Wow, Trời ơi. Hôm nay mình ngồi đây mình được mở mang nhiều, đúng không Tuân ha? Rất là cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích đến từ bác sĩ da liễu. Và các bạn có biết không, thì nhằm nâng cao cái tầm nhận thức của cái vấn đề về da cũng như là tầm quan trọng của làn da không chỉ dừng lại ở những yếu tố thẩm mỹ, thì hàng năm định kỳ vào mỗi tháng 3, La Roche Posay sẽ mang đến cho chúng ta những cái chiến dịch về tháng sức khỏe của làn da, và kết hợp cùng với bác sĩ da liễu để đưa cho chúng ta những cái lời khuyên để giúp cho các bạn có thể hiểu
rõ hơn về làn da của mình và những cái phương pháp, cái giải pháp để giúp cho cái làn da của chúng ta ngày càng khỏe hơn. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay là sự kết hợp từ nhãn hàng La Roche-Posay cùng với Thế Giới Skin Food, một trong những chuỗi cửa hàng làm đẹp vô cùng uy tín và là một chuỗi cửa hàng được rất nhiều các bạn trẻ đón nhận tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Hà Nội cũng như trên toàn quốc. Thì Mỹ Dung hy vọng là các bạn hãy cùng theo dõi cái livestream này từ đầu đến cuối, đặt những câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cho các bạn sở hữu một cái làn da ngày càng đẹp hơn nha. Và ngày hôm nay còn một điều vô cùng đặc biệt nữa, đó là nhãn hàng La Roche-Posay sẽ mang đến cho chúng ta 3 phần quà. Đó chính là một sản phẩm serum Effect La có giá trị là 895.000 dành cho 3 bạn may mắn ngẫu nhiên đặt những câu hỏi hay nhất cho chương trình ngày hôm nay. Cho nên các bạn hãy nhớ để lại thật nhiều comment và tương tác cùng với hai vị khách mời vô cùng dễ thương của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Rồi, vậy thì để mà hiểu hơn về làn da thì tôi nói không biết là trong cái quá trình vừa rồi thì Mỹ Dung được biết là bạn vừa mới chuyển vào Sài Gòn để sinh sống luôn đúng không ạ? Thì ngoài cái việc là một người creator đúng không? Sáng tạo content trên TikTok và Facebook và còn mở một cửa hàng bánh thế nữa. Thì với khối lượng công việc nhiều như vậy thì bạn có gặp áp lực gì không? Và có gặp khó khăn gì không? Bạn có thể chia sẻ cho các bạn fan của mình nhé. Tính đến thời điểm hiện tại thì con đã chuyển được vào Sài Gòn 2 năm. Và đây là một cái quãng thời gian mà con nghĩ là con trưởng thành nó rất là nhanh. Tức là 2 năm này thì so với mọi năm bình thường thì như kiểu là mình đã sống được thêm 10 năm. Bởi vì đây là cái quãng đầu tiên mà con sống xa nhà. Trước đây thì con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tức là học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học là hoàn toàn là ở Hà Nội hết. Thì tự nhiên là ước mơ của mình sau này là được chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Bởi vì đây là một cái môi trường mà mình nghĩ nó phù hợp cho con. Bởi vì con là một đứa nó rất là năng động và con thấy Sài Gòn nó phù hợp. Thế thì cái giai đoạn mà lúc đầu mới chuyển vào đây thì con cũng đã có một cái nghề tức là sáng tạo nội dung làm clip rồi. Thì nó cũng không áp lực về mặt tài chính lắm. Nhưng mà về cái công việc thì nó bị áp lực rất là nhiều. Bởi vì làm thế nào để có thể là tìm được cái chỗ đứng cho mình và làm thế nào để mình có thể phát triển bản thân từ một cái gọi là ở trên mạng mà nó thành một cái nghề, ví dụ như kiểu dẫn chương trình được mọi người công nhận, thì 2 năm này nó là một quãng hành trình nó rất là khó. Và cuối cùng là cứ mỗi chương trình con tham gia ví dụ như này thì cố gắng là con sẽ làm thật tốt, sau đó thì con sẽ đi xin các anh chị ở phía bên trong, tức là hậu kỳ chương trình, là anh chị ơi về sau mà có chương trình nào phù hợp thì các anh chị cho em làm nhé. Thế là xong, cuối cùng mọi người thấy mình tiềm năng, thế là mọi người cho em cơ hội. Thế là từ những cái cơ hội bé bé như thế thì bắt đầu là mình lan ra được những cơ hội lớn hơn. Và đến năm nay là 2022 thì con vừa mở một cửa hàng bánh Huế. Và trong tháng này thì đến khoảng mùng 5 thì con mở thêm một cửa hàng mắt kính. Và cũng trong tháng này luôn là mở thêm một cửa hàng nữa ở Gò Vấp. Tức là chỉ trong vòng là một quãng thời gian ngắn thì đến thời điểm hiện tại thì cũng vừa có nghề dẫn chương trình, vừa sáng tạo nội dung và cũng chuẩn bị là làm chủ 3 cửa hàng. Yeah. Wow, một anh chàng quá là tài năng luôn các bạn. Không, thật ra là mỗi người có một lợi thế riêng. Bởi vì là về ngành y của cô thì nó sẽ phải có một cái quá trình mà con nghĩ nó sẽ phải lâu hơn con rất là nhiều. Nhưng mà con nghĩ rằng là đến tuổi cô thì con cũng không đủ chín để có thể chia sẻ về da giỏi như cô hay là dẫn chương trình tốt như chị Dung chẳng hạn. Được rồi, rất là cảm ơn chia sẻ của Tôn. Vậy thì không biết cô Sương thì sao ha? Tại vì lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau và trước giờ thì mình chỉ trò chuyện với nhau qua online thôi. Thì không biết là sau khi mà hòa nhập lại với cuộc sống bình thường thì công việc của cô có gì thay đổi hay không ạ? Thì nhà nước mình bắt đầu cho mọi cái dịch vụ khám chữa bệnh từ đầu tháng 10 của năm 2021. Nhưng mà cô cũng cẩn thận là cô đợi cho tới tháng 15 tháng 10, tức là sau đó 2 tuần thì cô mới bắt đầu làm. Và cô thấy rằng là thành phố đã rộn ràng trở lại sau một cái giai đoạn là bị ngừng trệ vì dịch bệnh. Và mọi người làm như là ai cũng cố gắng hơn để làm việc, đạt được những cái mục tiêu trong năm. Cũng giống như là hàn gắn lại những cái thất thoát về kinh tế, về con người nếu có thể, về sức khỏe. Thành ra là cô thấy là mọi chuyện đều rất là rộn ràng. Dạ, thì cô bắt đầu bận trở lại rồi. Bắt đầu bận rồi hả? Cô ơi, thì cho con hỏi là số lượng bệnh nhân mà tìm đến phòng khám của cô cũng như là tìm đến cô thì hiện tại là cái số lượng về cái vấn đề gì đang chiếm ưu thế cô ha? Cũng giống như là mọi khi thôi, bụng trứng cá, viêm da cơ địa, vẩy nến, đó là những cái bệnh mà thường xuyên đến với phòng khám, đặc biệt là bụng trứng cá. Dạ. Và cái con số này nó sẽ rộ lên vào mùa nghỉ hè. Dạ, là chúng ta đang quá nóng. Mấy học sinh được nghỉ học đó mà. Dạ. Thì đó là cái thời gian để cho các em, các cháu đi điều trị được tốt hơn. Cho nên là
bao giờ cũng vậy, bụng trứng cá ở bệnh viện và ở phòng khám đều là cái con chiếm con số đến khám đông nhất. Dạ, nhân tiện nói về mụn trứng cá đi thì không biết là Tuân ơi, với công việc nhiều như vậy á, Dung nghĩ là chắc là Tuân cũng sẽ gặp cái vấn đề về áp lực đúng không? Cũng có đôi khi mà mình phải bị stress chắc chắn đúng không? Quá nhiều. Vậy thì không phải đôi khi. Không phải đôi khi hả? Vậy thì khi đó không biết là Tuân có từng gặp những cái vấn đề về mụn ở trên da hay chưa, và nếu mà có thì cái điều đó có khiến cho bạn mất tự tin hay không? Chia sẻ thật. Cái này là chia sẻ thật luôn chứ không phải là tham gia chương trình mới kể, là vào giai đoạn mà Tuân năm 2020 thì giai đoạn đấy là mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Không biết rằng là có phải do không hợp nước hay không mà giai đoạn đấy thì mặt em nó lên rất là nhiều mụn bọc. Cứ lên một cái thì em lại nặn, nặn, lại lên tiếp ở tất cả khu vực sau. Thế là cuối cùng là em cũng phải là tìm đến bác sĩ da liễu để em có thể chữa trị được cô ạ. Và có một cái mà có lời khuyên cho tất cả các bạn trẻ đó chính là nếu như không biết thì hãy đi gặp bác sĩ, chứ không phải là các bạn nghe theo những cái lời ở trên mạng. Người ta tư vấn rồi người ta bảo là bác sĩ chưa chắc đã đúng. Thì không phải, bởi vì là người ta học hàng chục năm. Bác sĩ luôn đúng. Bác sĩ luôn đúng. Tức là cái quá trình người ta học hàng chục năm và người ta có một cái lộ trình cho các bạn. Nhưng các bạn cứ đi được 2-3 phần các bạn tự bỏ, xong đó các đúng bạn mặc không hiệu quả thì nó không đúng. Bởi vì là từ mụn thì nó sẽ phải đẩy hết mụn lên, sau đó nó mới bắt đầu tái tạo ra, đúng không cô? Đấy, thì xong bắt đầu ra các bạn mới đẹp được. Thì mình nghĩ rằng là có bác sĩ vẫn hơn. Và cái thứ hai nữa là các sản phẩm chăm sóc da nó cũng rất là quan trọng. Và cái hành trình để tìm được cái sản phẩm chăm sóc da phù hợp ấy nó cũng rất khó chị ạ. Đấy, thì cái giai đoạn đấy là em lên rất nhiều mụn bọc và em tự ti không dám đi đâu, không dám làm gì, đi chơi bạn cũng không nhá. Đấy, thế là cuối cùng là càng stress càng lên, càng sợ mụn nó càng lên, như kiểu nó là kiểu lời nguyền hay cái gì em không biết, chỉ biết là bị mụn rất tự ti. Và cái vấn đề mà cứ bị stress rồi lên mụn, rồi sau đó nhìn những cái đốm mụn của mình trong gương và lại stress, sau đó lại lên mụn nhiều hơn, nó giống như là một cái vòng lặp đúng không? Và đúng mọi hả? Người thì thường sẽ có kiểu là qua tuổi dậy thì rồi tại sao lại còn gặp vấn đề về mụn, thì một số người đó sẽ cho mình những cái định kiến không có tốt, không có đúng hay rồi. Nhưng mà mọi người không có biết thật ra người trưởng thành mới bị mụn đúng không? Do mình áp lực mà mình làm việc nhiều, mình căng thẳng nhiều thì mình mới gặp những cái vấn đề về mụn đó. Thì người ta gọi có một cái khái niệm nó gọi là mụn trưởng thành. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bác sĩ da liễu nói về khái niệm mụn trưởng thành các bạn nhé. Các bạn biết đó, thì mụn bắt đầu từ cái thời kỳ dậy thì dậy tức là thức dậy, thì là thời kỳ thức dậy của cơ quan sinh dục. Thành ra là bắt đầu tuổi dậy thì mình thấy là cả bé trai bé gái đều bị tác động của nội tiết tố androgen và từ đó phát sinh ra nhiều mụn. Tuy nhiên có những bạn đó là tới mãi cho tới cái tuổi từ 25 trở đi vẫn còn mụn trứng cá. Và lúc bây giờ đó thì người ta có một cái khái niệm gọi là mụn trưởng thành, mụn trứng cá ở người trưởng thành. Cái mụn trứng cá ở người trưởng thành đó nó sẽ gồm hai nhóm các bạn. Một cái nhóm đó là nó như là mặc định từ những cái em bé đã qua cái giai đoạn dậy thì và nó kéo dài cho tới tuổi lớn. Tức là có thể là bị di truyền với những cái bất ổn về cái phần đơn vị năng lượng tuyến mạng, về cái kích thước và cái sự hoạt động của tuyến mạng nhờ và dẫn đến cái việc hình thành mụn. Còn một cái thứ hai nữa đó là có những bạn đó là chỉ từ 25 tuổi trở đi mới có mụn thôi, mà trong khi hồi nhỏ đó mọi người có mụn thì bạn không có, mà bây giờ tới đây bạn có. Thì trong những cái trường hợp đó cần phải coi lại một số những yếu tố về nội tiết, ví dụ hay gặp ở những cái chị em phụ nữ mà bị hội chứng mụn trứng da. Cái thứ hai nữa đó là cái yếu tố về cái tâm thần kinh, tức là lúc bắt hai đầu 25 tuổi là lúc mà cũng giống như tôi, cũng giống như đa số các bạn khác, là mình bắt đầu bước ra xã hội, hòa nhập, tìm việc làm và mình sẽ có những cái để khẳng định mình. Và từ đó thì nó sẽ có những cái áp lực, những cái stress về mặt tâm lý nè. Rồi mình khi mà mình đi ra đường nhiều thì mình ô nhiễm môi trường, mình sẽ tiếp xúc nhiều. Và đặc biệt nữa đó là mình còn chịu tác động từ những cái sản phẩm chăm sóc da sai nữa. Dạ đúng. Bây giờ bắt đầu là đi làm có tiền rồi. Đúng rồi. Chú ý tới dung mạo rồi. Đúng rồi. Để cho mình xuất hiện trước mắt người khác ok hơn. Và tất cả những cái đó nó sẽ là cộng hợp lại để hình thành ra mụn trứng cá ở người trưởng thành mà bị dung vừa đề cập. Nhưng mà có một cái này bây giờ con mới biết là hồi xưa khi mà con bé thì kể cả bố mẹ hay là ông bà con bảo là hồi bé bị mụn lớn lên là sẽ không bao giờ bị. Nhưng mà minh chứng rõ ràng là cô chủ nhiệm con gần 40 tuổi mà lúc nào cũng thấy đi bưu ra rồi thì bị bao nhiêu là mụn. Thì bây giờ con mới biết là có những người là sau 25 tuổi mới bắt đầu bị mụn. Đúng rồi, cho nên là mình mới có một cái khái niệm là mụn trưởng thành đó. Ôi rồi bây giờ mới biết, bây giờ mới được khai sáng. Nhưng mà tôi biết sao không, người ta nói là còn mụn là còn thanh xuân đúng không cô Sương? Trời ơi, đừng có lo. Sợ lắm.
cô thường an ủi bệnh nhân mụn trứng cá là thấy mình còn mụn nghĩa là mình còn xuân sắc đó. Dạ. Đúng rồi. Vậy thì để thay đổi không khí một chút xíu cũng như là để cho các bạn fan hiểu rõ thêm về Tuân Phạm thì Mỹ Dung sẽ có một số câu hỏi dành cho Tuân ngay sau đây, thì hy vọng là Tuân sẽ cùng chia sẻ chân thật đối với các bạn fan của mình Tuân nha. Okay. Rồi, bây giờ nếu mà được đi ra ngoài ăn tối nè, ví dụ có món bún bò và món bún đậu mắm tôm thì không biết là Tuân sẽ thích món nào hơn ta? Tuân sẽ chọn món bún bò. À vậy hả? Bởi vì là quán Tuân là sang tháng này là chuẩn bị bán bún bò. Wow. Nhưng mà thật ra là Tuân thích bún đậu mắm tôm hơn. Bởi vì được xuất phát điểm là người Hà Nội, người miền Bắc thì thích ăn mắm tôm. Thế nhưng mà mình nghĩ là mắm tôm bây giờ cũng là một món mà rất là phổ biến trong Sài Gòn. Đúng rồi. Nhưng mà từ hôm nay là mình thích bún bò hơn đúng không? Nếu mà công khai thì sẽ là bún bò, nhưng mà nếu mà rồi mình cho cái địa chỉ luôn nè. Mình cho các bạn cái địa chỉ. Anh ơi, mình Hưng Ninh nhá các bạn nhá, quận 1 ạ. Rồi ok. Rồi so với trà sữa và cà phê thì bạn sẽ thích cái gì hơn ha? Cả hai cái này thì Tuân đều không thích. Bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. Bình thường thì em chỉ uống nước lọc thôi. Wow. Nhưng mà nếu mà được lựa chọn giữa một trong hai thì chắc là chọn trà sữa. Còn ngào chút xíu, còn cà phê nó hơi đặc biệt. Ngọt ngào dễ thương như Tuân đúng không? Rồi, câu thứ ba đó là Tuân thích làm content hay là làm kinh doanh thôi? Thật ra là vừa thích nổi tiếng vừa thích có tiền. Thật ra là cả hai này, cái này thì thôi, nếu mà thích hơn đúng không chị? Thích hơn thì em chắc là sẽ thích làm clip hơn. Clip hơn, nhẹ nhàng hơn, chuyên môn okay. hơn. Ok, rồi câu này dễ thương nè. Mình thích có một ngoại hình đẹp hay là một tâm hồn đẹp nè? Cả hai chứ chị. Cả hai hả? Kiểu có ngoại hình mà không có đạo đức, không có tâm hồn thì không được. Mà bây giờ có tâm hồn đẹp mà ngoại hình không đẹp lắm ấy thì mọi người cũng không quan tâm. Cho nên là nghĩ là bên cạnh cái tâm hồn đẹp thì chúng ta cũng sẽ phải có một ngoại hình đẹp, cách là cải thiện làn da, nước dáng nhìn ra mà. Rồi, ok. Và câu tiếp theo đó là Tuân thích có một làn da khỏe hay là một làn da trắng? Một làn da khỏe. Tại vì Tuân đã trắng rồi đúng không? Trời, các bạn biết sao không? Mỹ Dung ngồi gần bạn Tuân, Mỹ Dung rất là tự ti luôn á. Tại vì bạn Tuân trắng quá, quá là trắng luôn, cho nên là... Không phải, thật ra chị Dung rất là trắng và rất là xinh. Nhưng chẳng qua là mình bị trắng quá, thì ra là ngồi cạnh thì nó hơi tối tối thôi. Còn chị Dung rất trắng nhá mọi người nhá. Rồi, ok, cảm ơn em. Và câu hỏi cuối cùng, để mà điều trị mụn trưởng thành thì theo Tuân là dễ hay là khó? Quá khó. Quá khó. Bởi vì là có thể từ giàu thành nghèo, rồi thì từ vất vả thành sung sướng, nhưng mà em thấy mụn nó là một cái quá trình mà kể cả những người nhiều tiền nhất cũng không thể nào hết mụn được, nên em thấy đấy là một cái quá khó. Không biết bác sĩ thì sao ha, với câu hỏi này thì không biết bác sĩ sẽ trả lời như thế nào ạ? Tôi đã trả lời rất là hóm hỉnh, nhưng mà đúng là điều trị mụn trưởng thành thì cũng là khó thật. Là vì chúng ta biết là hồi nãy như bác sĩ đã có nói với các bạn đó, nó có rất là nhiều nguyên nhân đúng không ạ? Và có những cái nguyên nhân chúng ta không có thể giải quyết một cách chóng vánh được, mà nó còn liên quan tới những cái điều kiện xã hội nữa, thành thử là nó sẽ hơi khó khăn một chút. Dạ rồi, vậy thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ chia ra làm hai phe được không ạ? Một phe thì nói là trị mụn trưởng thành rất là khó, đó là phe của bạn Tuân Phạm. Và một phe của bác sĩ nói là cũng đơn giản thôi, nếu mà chúng ta biết cách. Không biết các bạn đang theo dõi livestream thì sao ạ? Các bạn hãy để lại comment cho Mỹ Dung cũng như các vị khách mời nghe về cái ý kiến, về cái quan điểm của mình nha. Và các bạn đừng quên là hiện tại chúng ta đang có 3 phần quà. Đó là 3 cái sản phẩm serum Effectla sẽ được tặng ngẫu nhiên cho 3 bạn nào mà có cái lực tương tác nhiều nhất và có câu hỏi hay nhất cho chương trình nha. Rồi vậy thì bây giờ trước khi mình đi đến cái câu hỏi dành cho Tuân thì cũng như là mình sẽ hỏi bác sĩ trước đi. Theo bác sĩ thì tại sao bác sĩ lại đưa ra quan điểm là điều trị mụn rất là dễ ạ? Thật ra thì nó cũng dễ vừa vừa. Nhưng mà là vì mình sẽ không bị áp lực. Đây là một bệnh có thể gây tử vong. Cái này con mới biết đó, mình cứ không bị áp lực như thế rồi. Rồi đấy đó, mình nhẹ nhàng đó thì mình nghĩ là bệnh này không chết, từ từ chữa theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa hoặc là theo những chỉ dẫn của những chuyên gia mà chuyên về da, thì như vậy thì mình sẽ hợp tác và từ từ nó sẽ hết thôi đó. Mình sẽ về cái mặt tâm lý nó là như thế. Ở đây Dung nhận được một comment của một bạn cũng tên là Tuân luôn, mà là Tuân Lê. Bạn nói là Tuân ơi sao Tuân dễ thương quá vậy, rồi mình cũng đang gặp vấn đề về mụn nè, cũng cảm thấy rất là khó. Mong là Tuân hãy chia sẻ với mọi người về cái hành trình cũng như là về cái quan điểm của Tuân, để xem là có giống với các bạn đang theo dõi livestream không Tuân nha. Tức là nếu như kiểu là hỏi hành trình của mình. Đúng rồi, có nghĩa là tại sao tôi lại nghĩ là việc điều trị mụn rất là khó. Tại vì nhiều bạn rất là quan tâm và
những bạn đang theo dõi livestream cũng nghĩ là điều trị mụn cực kỳ khó, thì các bạn muốn nghe xem là idol của mình á kiểu như là có đồng quan điểm với mình không, tức là kiểu vậy đó. Nó lại khó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ mọi người biết là chúng mình đang sống trong một cái xã hội mà nó rất là hối hả và gấp rút, học cũng nhiều mà làm cũng nhiều, và từ cái học nhiều làm nhiều là chúng ta sẽ bị stress, tức là tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Thì theo như mình mới biết từ năm ngoái là kể cả cái vấn đề mà các bạn bị áp lực quá lớn, nó cũng tạo cho các bạn không chỉ về mụn mà còn có rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến bệnh lý khác, ví dụ đơn cử như đau dạ dày, đúng không ạ? Đúng rồi đó. Thì mụn cũng yếu tố từ stress. Bên cạnh đó là khi mà chúng ta đi làm, đi học nhiều, ăn uống sinh hoạt không đầy đủ, phải ăn những đồ ăn nhanh, ví dụ như gà rán, những đồ chiên rán, rồi thì trong Sài Gòn hay có gì nhỉ, cơm chiên Dương Châu, rồi thì đùi gà xối mỡ. Thì từ những cái đồ ăn mà nó nhiều dầu mỡ như thế, nó cũng gây mụn. Một cái nữa là đồ ăn thức uống của giới trẻ, trà sữa này, cà phê này, rồi thì tất cả những đồ như kiểu là chè, chủng, bánh ngọt, đường cũng lên mụn. Rồi thì giờ giấc không đảm bảo, tức là thức khuya dậy sớm, rồi thì xem điện thoại, nó cũng gây mụn. Nói chung là em thấy điều trị mụn và lên mụn nó là một cái gì đấy nó rất là khó, và nếu như mà không có một cái lộ trình cụ thể của bác sĩ xương chẳng hạn, hay là của bất cứ một bác sĩ da liễu nào đấy, hay là không một cái nữa là lựa chọn sản phẩm phù hợp với da. Và thường thường thì như những người mà xuất phát điểm như tôi, tức là thấy trên những cái hội review hay là mấy cái bạn mà beauty vlogger họ review cái gì là sẽ mua, bởi vì sao? Không hiểu về làn da của mình. Có thể là họ cái sản phẩm đấy nó phù hợp với da họ nhưng mà không phù hợp với da mình. Thì cái quá trình trị mụn của tôi là từ khi mà tôi hiểu về làn da của tôi, tức là hỗn hợp thiên dầu, thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm hỗn hợp thiên dầu. Bên cạnh đó là chọn những hãng nào đó mà liên quan đến rượu mỹ phẩm được nhiều người khuyên dùng, thì chọn. Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ của tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ý kiến từ bác sĩ da liễu về những cái lý do vì sao chúng ta lại gặp mụn trưởng thành, được không ạ? Chúng ta gặp mụn trưởng thành là vì nó sẽ chịu từ tác động từ nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố nội tiết. Đối với là những cái bạn gái mà các bạn thấy là mình tròn tròn nè, hay có cái kinh nguyệt không đều, rối loạn chu kỳ kinh chẳng hạn, hoặc là mụn trứng cá đi kèm với rậm lông, thì như vậy đó là các bạn biết là cái mụn của mình á, nó ngoài những cái yếu tố bình thường nó sẽ còn thiên về một cái vấn đề về nội tiết nhiều hơn. Ví dụ có thể gặp trong hội chứng buồng trứng đa nang chẳng hạn. Thì vậy các bạn cần phải đi thăm khám để có một cái toa thuốc cụ thể. Thứ hai nữa là những cái stress về cái thần kinh tâm lý, những cái sang chấn về tinh thần trong cái lúc mà bắt đầu từ 25 tuổi, tức là mình đã hơi thoát ra khỏi gia đình một chút và mình sẽ có những cái tiếp xúc với lại những cái người không phải là gia đình, sẽ có những cái cọ xát gây nên những nỗi đau và đồng thời cũng gây nên mụn nữa. Rồi á, là mà ô nhiễm môi trường nè, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm tạo còi hoặc là tạo mụn nè, thì tất cả, hoặc là cái chế độ dinh dưỡng giống như hồi nãy đó là tôi có nói á, thì những cái món ví dụ như là ngọt nhiều, sữa nhiều, béo nhiều, đặc biệt là trà sữa đó, thì những cái đó cũng là một cái nguồn mà có thể là làm cho một yếu tố thuận lợi làm cho bộc phát mụn. Như vậy chúng ta thấy là nó sẽ có nhiều. Tuy nhiên trừ những cái yếu tố về nội tiết thôi, hoặc là cái ô nhiễm môi trường là những điều tương đối mình khó tránh, những cái vấn đề còn lại chúng ta có thể tự kiểm soát được. Wow, những chia sẻ rất là ý nghĩa phải không ạ? Không biết là sau khi tôi nghe bác sĩ chia sẻ xong thì bạn có còn băn khoăn gì về những cái vấn đề về da không ạ? Về những vấn đề băn khoăn về da thì đến thời điểm hiện tại thì mình cũng không băn khoăn nữa, và mình thấy là khi mà nghe bác sĩ Sương chia sẻ xong thì tự nhiên thấy nó cũng nhẹ nhàng, nhẹ gánh một chút xíu thì nó cũng dễ hơn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục mời bác sĩ hãy chia sẻ về những cái giải pháp cũng như là những cái phương pháp như làm như thế nào để cho chúng ta có thể hạn chế được tối đa cái tình trạng mụn trưởng thành phát triển ở trên da mình các bạn nha. Chúng ta biết rằng đối với lại một cái bệnh da thì bao giờ cũng có là trong uống ngoài bôi. Và những cái thuốc uống sẽ là những cái thuốc mà được bác sĩ kê đơn tùy theo cái mức độ của bạn, nhẹ, trung bình hoặc là nặng. Và tùy theo những cái vấn đề về nguyên nhân, ví dụ hồi nãy có nói với các bạn là mụn do nội tiết ở người nữ, thì các bạn có thể được sử dụng những cái thuốc uống cái viên thuốc ngừa thai kết hợp nè, hoặc là ví dụ như là những cái loại thuốc mà kháng androgen để làm giảm đi những cái tác động của nội tiết. Còn ngoài ra những cái vấn đề còn lại thì các bác sĩ sẽ theo một cái mẫu, tức là nó sẽ từ mức độ nhẹ, trung bình và nặng và ra chỉ định thuốc cho các bạn. Riêng về thuốc bôi thì nó sẽ có một loại được cái thành phần bôi của mình có thể là thuốc được kê đơn bởi bác sĩ,
và cái thành phần không là thuốc. Thì trong nội dung chúng ta gặp nhau hôm nay trong một cái bối cảnh đó là một buổi livestream, thì những cái vấn đề về thuốc thì bác sĩ Sương sẽ chưa có nêu cụ thể, nhưng mà trong đó ví dụ như thuốc bôi đó là Tretinoin được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị mụn đó. Nhưng mà bây giờ đó mình tự, nhưng mà đó là thuốc được kê đơn. Thuốc được kê đơn. Còn bây giờ đó là mình sẽ tự dùng những cái sản phẩm giúp cho cải thiện cái tình trạng mụn của mình. Thì những cái sản phẩm đó các bạn sẽ chọn lựa, nó chứa những cái thành phần giúp tiêu còi, giúp chống viêm, giúp làm bông lột nhẹ cái lớp sừng. Thì những cái ví dụ như là chất AHA, BHA như là acid salicylic, LHA, niacinamide, vitamin B, tức là vitamin B3 đó các bạn, kẽm, vân vân. Thì đó là những chất mà các nhãn hàng dược phẩm và mỹ phẩm ứng dụng rất là nhiều trong những cái thành phần chăm sóc da để điều trị mụn của mình, hầu như nhãn nào cũng có hết. Dạ rất là cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ. Và tôi biết không, các bạn biết không, ngày hôm nay khi đến với chương trình livestream này thì La Roche-Posay có mang đến cho các bạn một cái giải pháp, đó chính là cái sản phẩm serum Effecla. Thì đây là một cái sản phẩm mà có thể điều trị những cái vấn đề về mụn trưởng thành ở trên da của những người trên 25 tuổi, những bạn nào mà chúng ta hay gặp cái vấn đề ví dụ như là mụn ở xuất hiện ngay vùng chữ U nè, rồi để lại nhiều vết thâm, hoặc là chúng ta có cái vấn đề về lỗ chân lông to, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái em này để làm một cái giải pháp cho làn da của mình. Bởi vì đối với serum Effecla sẽ có đầy đủ những cái hoạt chất, ví dụ như là LHA nè, PHA, rồi có AHA nữa. Đây là những cái thành phần rất là lành tính, được sử dụng trong da liễu để giúp cho cái làn da của chúng ta được thông thoáng hơn, và đồng thời sẽ giúp giảm đi cái tình trạng nở rộng của lỗ chân lông, và nó sẽ giúp cho da của chúng ta ha loại bỏ đi những cái vết thâm nhanh hơn. Đồng thời còn bổ sung thêm 2% niacinamide, là một cái hoạt chất vàng nha. Nó rất là lành tính, có thể giúp làm dịu da, cũng như là nó sẽ giúp giảm cái sắc tố melanin ở trên cái làn da của mình. Vậy thì tôi nói không biết là tôi đã từng nghe đến cái sản phẩm serum Effecla này của La Roche-Posay chưa bạn ha? Sản phẩm này thì anh nghe nhiều, bởi vì thấy mọi người review cũng khá tốt về nó, nhưng mà dùng thì anh chưa. À, cái này là giống lọ B5 này, B5 thì tôi có dùng rồi, phục hồi da. Rồi thì rất là dễ thương. Thì các bạn biết không, ngày hôm nay tại Thế Giới Skin Food thì chúng ta đang có những chương trình ưu đãi dành cho sản phẩm serum Effecla. Đó là khi mà các bạn mua một sản phẩm serum Effecla 30ml, các bạn sẽ được tặng kèm thêm một sản phẩm Trio cộng 15ml cộng với một Effecla Gel 15ml, đang có giá trị là 750.000, đã được ưu đãi 20% nhé, so với gốc là 895.000. Vậy thì Tuấn ơi, bây giờ thì nãy giờ mình đã nghe sự chia sẻ của bác sĩ rất là nhiều rồi, cũng như là những giải pháp mà La Roche-Posay có thể mang đến, thì không biết tôi có còn lo lắng về vấn đề về mụn trưởng thành hay không ạ? Không ạ. Nhưng mà người thấy bây giờ trộm vía kiểu da mình rất là đẹp. Trộm vía. Đấy, thì bởi vì là thật ra ở đây cũng có rất là nhiều sản phẩm mà tôi dùng hàng ngày này. Ví dụ như kiểu nước tẩy trang này, cho da dầu, rất là đỉnh luôn. Các bạn có thể mua, cái này thì tôi dùng khoảng 2 năm nay rồi. Thì cái da của mình nó rất là sạch, thì các bạn có thể là tẩy trang buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Thì cái tẩy trang sáng tối này thì mới biết là cách đây khoảng nửa năm, thì con thấy là nó cũng rất là phù hợp. Cái này là cho da dầu này, da dầu nhạy cảm. Cái này là cho da nhạy cảm các bạn nhé, tôi rất là thích hai cái này. Rồi, thì Mỹ Dung đang nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn khán giả gửi về chương trình dành cho bác sĩ. Đầu tiên là bạn Trần Vinh, bạn nói là dạ chào bác sĩ, khi mà da mình bị tiết dầu ra nhiều á thì mụn sinh viêm cũng có nhiều nữa, vậy thì nên dùng các loại treatment mạnh hay là nên dùng các loại dược mỹ phẩm để điều trị ạ? Chào Trần Vinh, cảm ơn câu hỏi mà Vinh đã gửi đến cho chương trình cũng giống như là cho cô. Thì trong trường hợp mà da dầu nhiều mà nhưng mà nếu mà nhỏ thấy ở trên mặt của mình mà nó có những cái mụn viêm mà không phải là mụn bọc, tức là cô xin nhấn mạnh là nó cái mụn trứng cá nó sẽ theo mình từ cái tuổi dậy thì dài dài rồi lâu lâu á, chị em phụ nữ trước những ngày hành kinh cũng có, lâu lâu cái mấy em ăn uống trà sữa nhiều cũng có, mấy em bị stress học thi cũng có. Thì như vậy không phải lúc nào cũng đi đến bác sĩ cả, và nếu mình tự sẽ phân loại. Nếu trong trường hợp mà nổi mụn bọc, cô nhấn mạnh là một khi mà đã có mụn bọc thì cái đó là phải là đến bác sĩ. Là vì sao? Là vì mụn bọc nó sẽ để lại sẹo, và những cái can thiệp đó cần phải có một cái can thiệp kịp thời và đúng cách từ phía bác sĩ hướng dẫn cho các bạn. Còn đối với lại trong trường hợp mà da bạn nhờn nhưng mà bạn thấy là bạn chỉ có nổi rải rác vài cái mụn mà cái mụn nó viêm đỏ đỏ thôi, thì lúc bây giờ các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm giúp làm giảm đi những cái mụn sưng viêm mình mua tại nhà thuốc, hoặc là theo những cái hướng dẫn của những cái nhãn hàng giới thiệu về cái dược mỹ phẩm cho các bạn.
Bắt đầu khi các bạn thấy mà nó trên 15 cái mụn viêm, có thương tổn, có mủ hoặc có mụn bọc, ranh giới đó là của bác sĩ. Và tất cả những cái điều đó để nhằm làm cho các bạn đừng có bị sẹo và sẽ giúp các bạn còn kiểm soát mụn sau đó. Thì cô hy vọng là với cái câu trả lời này thì Trần Vin sẽ cảm thấy là tìm ra được một cái hướng mà phù hợp với lại cái trạng thái da của mình hiện tại. Dạ, rất là cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Thì hy vọng Trình Vin khi mà đã nghe câu trả lời của bác sĩ rồi, bạn cũng yên tâm phần nào và hãy tìm đến cho mình những cái phương pháp an toàn, ví dụ như của Laros Posay các bạn nha. Một câu hỏi nữa đến từ bạn Hương Thảo nè. Câu hỏi này thì bạn dành cho bạn Tuân Phạm. Bạn hỏi là: anh Tuân Phạm ơi, da của em thuộc da nhờn và có nhiều mụn lẫn sẹo thâm nữa. Em đã điều trị nhiều nơi rồi nhưng mà em dùng nhiều loại kem trị mụn cho đến nay thì vẫn chưa có lành bệnh, cho nên là em rất là buồn. Em mong muốn được anh tư vấn giúp em, chứ mặt em thế này em thấy chán nản quá và em bị mất tự tin quá, thì anh hãy chia sẻ để cho em có thể vui vẻ trở lại. Thực ra là đây là chia sẻ của Tun chứ không phải bác sĩ da liễu. Cái này là theo kinh nghiệm của Tun thôi nhé. Thì trước tiên là các bạn muốn sạch mụn thì các bạn phải hoàn thiện đầu tiên là bước làm sạch, tức là sữa rửa mặt, là tẩy trang phải rất là phù hợp với da các bạn. Ví dụ như kiểu là sữa rửa mặt đây, La Roche Posay. Cái này thì chắc là mình nghĩ nhà nào cũng có ấy. Đây gọi là kiểu gương mặt thịnh hành sữa rửa mặt rồi đấy, thì mọi người có thể dùng sữa rửa mặt này thì mình thấy cũng rất là phù hợp cho bạn nào mà da dầu, đúng không? Da dầu nhờn thì khi mà các bạn dùng cái này, các bạn chỉ cần một cái hạt đỗ bé bé xíu xíu này thôi, sau đó các bạn rửa lên da, không có xà phòng đâu, trong này không có xà phòng đâu, đúng không chị, đúng không? Đấy thì các bạn rửa xong các bạn sẽ thấy là cái da của các bạn nó sẽ rất là không bị căng nhờn, không bị rít, không bị căng. Thì xong bước làm sạch rồi thì đến bước dưỡng da. Dưỡng da thì Tung cũng không thể tư vấn cho các bạn là sản phẩm nào thực sự hợp với các bạn. Và các bạn trước tiên phải biết là da bạn da khô, da dầu hay là da gì đấy. Thì mình sẽ dùng các sản phẩm phù hợp. Trước đây thì La Roche Posay thì Tung có dùng là kem B5. Nhưng mà đây là dòng cho da khô rồi thì phải. Đúng rồi. Mình hay dùng dần gel đúng không? Gel. Cho da dầu. Thì mỗi lần dùng các bạn chỉ cần lấy một lượng bé xíu thôi. Thì đấy là B5, tức là phục hồi da. Thì da các bạn ví dụ như kiểu là bị thâm, bị sẹo thì nó cũng sẽ lành da cho các bạn rất là nhiều. Bên cạnh đấy một cái nữa, nhiều người ấy, có cái tư bôi kem chống nắng sẽ bị lên mụn. Thì mình thấy đây là một quan điểm sẵn, nghĩa là có đúng hay không nha. Đây là đấy, thì các bạn nên bôi kem chống nắng mỗi khi ra đường. Đây là cái vạch xanh là dùng cho da dầu, còn Tun là sẽ dùng cái vạch vàng, nó sẽ là cho da dầu mụn luôn. Một cái nữa rất đỉnh ở kem chống nắng La Roche Posay, đó chính là gì, là nó sẽ nâng tông nhẹ một chút xíu các bạn, tức là cái da các bạn bao giờ nó sẽ rất là sáng và nó không bị bóng dầu quá nhiều. Thì đây là hai cái sản phẩm mà mình đến giờ phút này đây không bao giờ mình đổi của La Roche Posay, đó chính là cái này. Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ vô cùng chân thực từ bạn Tun. Và hồi nãy Tun cũng có nhắc đến một vấn đề đó, đó là không biết là thoa kem chống nắng nhiều thì có bị mụn không. Đây là câu hỏi băn khoăn của nhiều bạn khán giả. Bây giờ mình sẽ mời bác sĩ Sương chia sẻ về vấn đề về bôi kem chống nắng làm sao để mà không gặp vấn đề về mụn cô ha. Nó như thế này là các bạn, nhiều cái sản phẩm đều có thể là gây mụn cho mình hết, trên một số đối tượng, đặc biệt là những cái người mà da nhờn mụn đó các bạn. Ví dụ như là cái kem dưỡng ẩm cũng có thể gây mụn và kem chống nắng cũng không là một ngoại lệ. Thì cái kem chống nắng nó có thể gây mụn từ hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là từ cái thành phần của nó, có một vài thành phần nó gây mụn. Cái thứ hai nữa là về cái thể chất và những cái tá dược đi kèm. Ví dụ như là một số những cái tại vì bản thân cái kem chống nắng nó không phải là một chất, nó sẽ là nhiều chất. Người ta sẽ kết hợp có những cái thành phần vô cơ, có những thành phần hữu cơ theo những cái công thức đặc biệt của người ta như thế nào đó để mà làm tăng cái hiệu quả chống nắng được tốt nhất, duy trì một cái trạng thái thẩm mỹ nhất cho người sử dụng và được họ hài lòng. Và chính những cái thành phần thêm có thể là cái thủ phạm gây ra mụn. Và cũng có một cách nữa là do cái cách làm việc, các bạn biết là kem chống nắng là nó che lại mà, nó tạo ra một cái lớp trắng để làm cho tia cực tím không đến da mình được. Và do đó thì nó ít hay nhiều, nó vẫn là nó cũng bị hơi bị hầm một chút. Và nhất là bây giờ mà các bạn vừa bôi kem chống nắng mà mình vừa mang khẩu trang nữa thì cái cảm giác hầm bít nó sẽ nhiều, và cái điều này nó cũng dễ dàng gây mụn cho những đối tượng da nhờn mụn. Thế thì cái mà mình chọn lựa là mình chọn lựa như thế nào, là chúng ta sẽ nên chọn những cái dòng sản phẩm chống nắng được thiết kế dành riêng cho da mụn. Người ta thiết kế hết rồi. Thì trong những cái sản phẩm mà được thiết kế cho da mụn đó, người ta loại bỏ những cái yếu tố tạo còi, những cái yếu tố có thể sinh mụn, trong những cái thể chất nhẹ dịu tạo cảm giác thoáng khi mà sử dụng. Đặc biệt là ví dụ như là cái kết cấu của nó là không có quá dầu,
không gây hầm tắc. Thì như vậy đó là những cái thuận lợi để dành cho những cái người bệnh nhân bị mụn trứng cá chọn lựa nó. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy thì các bạn ơi, nếu mà các bạn đang gặp những vấn đề về da dầu, da mụn và đang băn khoăn không có biết là tìm sản phẩm kem chống nắng nào cho phù hợp, thì các bạn có thể tìm đến sản phẩm của La Roche Posay các bạn nhé. Và hiện tại tất cả những cái sản phẩm kem chống nắng của La Roche Posay đều được bán ở Thế Giới Skin Food là hàng chính hãng. Và tại đây thì mình sẽ có nhiều dòng hàng. Ví dụ như các bạn đang gặp vấn đề về da dầu thì các bạn có thể chọn kem chống nắng có vạch màu xanh lá như thế này. Còn nếu mà các bạn vừa bị dầu vừa bị mụn thì các bạn có thể chọn kem chống nắng có cái vạch vàng giống như bạn Tuân Phạm đang dùng nha. Và các bạn biết không, tất cả những sản phẩm kem chống nắng của La Roche Posay đều sẽ sử dụng những màn lọc độc quyền rất là an toàn với môi trường, có thể ngăn ngừa được cái tia UV có bức sóng dài nhất, cũng như là những cái ánh sáng xanh từ ánh đèn nè, từ cái màn hình điện thoại hay màn hình máy tính, cho nên là có thể bảo vệ cái làn da của mình tuyệt đối. Và điều trị mụn thì chắc chắn là phải thoa kem chống nắng. Tại vì trước đây thì Mỹ Dung đã nghe rất là nhiều những cái thông tin bảo là da đang gặp vấn đề về mụn đó, thì không có thích bôi kem chống nắng đâu, tại vì sẽ sợ là bí, sẽ sợ là dày và là con lên mụn nhiều hơn, đúng không Tuân? Nhưng mà sau khi ngày hôm nay mình nghe bác sĩ chia sẻ rồi thì hy vọng là các bạn hãy thay đổi quan điểm này các bạn nha. Rồi, ở trên fanpage thì đang có rất là nhiều bạn khán giả khen anh Tuân đẹp trai và dễ thương quá nè, nên là hy vọng là anh Tuân khen gì khác hả? Hy vọng là anh Tuân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với La Roche Posay trong nhiều chương trình sắp tới để các bạn có thể được ngắm anh Tuân. Rồi, một câu hỏi tiếp theo của bạn Chloe dành cho anh Tuân, đó là Tuân ơi, anh Tuân đã từng dùng các loại sản phẩm nào rồi và mình có phải thay đổi sản phẩm 6 tháng một lần không ạ? Xin anh Tuân hãy chia sẻ. Thật ra trước đây thì vẫn là chia sẻ lại đấy, trước đây thì dùng những sản phẩm như kiểu trên mạng review. Nhưng sau đó khi mà Tuân đi bác sĩ da liễu thì có đúng một câu mà bác sĩ khuyên mình rằng là hãy chọn những sản phẩm nào mà liên quan đến dược mỹ phẩm, chứ đừng chọn sản phẩm mà nào mà nó liên quan đến cosmetic. Tức là đấy, thì các bạn cố gắng là các bạn sẽ chọn những cái sản phẩm nào đấy mà nó được các dược bác sĩ khuyên dùng. Ví dụ kiểu La Roche Posay chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ, đương nhiên là cái quá trình mà để đi tìm sản phẩm phù hợp với các bạn nó sẽ là cả một cái hành trình nó rất là dài. Thì các bạn cứ những cái nhãn hàng uy tín, thì các bạn mua cái sản phẩm nó phù hợp với da trước các bạn dùng. Đương nhiên là không phải cái nào phù hợp với da các bạn là nó sẽ tốt luôn đâu, mà các bạn cần phải thử một thời gian là xem cái này thực sự phù hợp với mình hay không. Và cái việc mà 6 tháng đổi một lần thì tôi nghĩ nó không cần thiết. Bởi vì là đến giờ phút này đây thì mình dùng những cái sản phẩm như kem chống nắng này hơn 1.5 năm nay rồi, mà da rất là thích và rất là mịn. Và có một cái nữa bên cạnh cái chống mụn ấy các mọi người, thì kem chống nắng nó có một cái khả năng là chống lão hóa. Mọi người chắc là xem nhiều clip ở trên mạng rồi đúng không? Tức là những cái người mà sử dụng kem chống nắng từ lúc còn trẻ đến sau này trưởng thành thì họ sẽ trẻ hơn những cái người mà không sử dụng kem chống nắng. Đấy, thì nói chung là mình nghĩ là kem chống nắng là một cái bắt buộc ai cũng phải sử dụng, chứ không đơn giản là khuyến khích sử dụng. Mình nghĩ là các bạn để bảo vệ sức khỏe của các bạn, bảo vệ làn da và gọi là sức trẻ của các bạn thì các bạn nên sử dụng kem chống nắng. Đấy, còn sữa rửa mặt thì nó cũng quan trọng, cho nên là cố gắng là chọn nhãn hàng uy tín. Thì đây là một cái dòng mà mình nghĩ là nó rất là thịnh hành rồi, thì bạn nào mà từ trước đến nay không chăm sóc da chuyên thì các bạn có thể mua và sử dụng. Thì mình không thể nào mà mình bảo mọi người là 100% nó sẽ tốt cho bạn, nhưng các bạn cứ thử đi, bởi vì là mình thấy là rất nhiều người dùng dòng này và da họ rất là sạch và tốt. Còn tẩy trang này thì siêu đỉnh rồi, mình nghĩ là các bạn cứ chọn là xem tẩy trang siêu đỉnh, thì các bạn cứ chọn là da nào thì các bạn mua dòng đấy. Nó có 3 màu đúng không chị? Ừ, 3 màu, nhưng mà hiện tại hình thành nhất là hai cái loại. Màu này. Đúng rồi, một loại màu trắng thì sẽ cho da nhạy cảm và loại màu xanh thì sẽ cho da dầu da mụn ha. Còn về cái này thì Tuân chưa sử dụng này. Effect là ca cộng là gì hả chị? À, cái effect là ca cộng này sẽ điều trị những cái tình trạng mụn, ví dụ như là mụn đầu đen hoặc là những cái mụn cám li ti nho nhỏ trên các vùng da của các bạn, ví dụ ngay vùng mũi, vùng cằm ha. Còn nếu mà chúng ta gặp cái tình trạng mụn nặng hơn một chút xíu á, ví dụ như là mụn ẩn nhiều hoặc là mụn sưng viêm toàn mặt, thì các bạn sẽ sử dụng một cái sản phẩm có tên gọi là effect la dual cộng các bạn nha. À, và tất cả các sản phẩm ngày hôm nay đều được bán ở trên Thế Giới Skin Food. Và hiện tại đối với cái sản phẩm effect la dual cộng 40ml á thì đang được tặng kèm với lại effect la gel 50ml là cái sản phẩm này nha các bạn nha. Có nghĩa là một cái sản phẩm trị mụn và cộng với một cái sản phẩm gel effect la, thì hiện tại bộ đôi này đang được ưu đãi đến 67%. Bình thường giá gốc là 670 thì ngày hôm nay chỉ còn 400.000 thôi. Đây là một cái giá siêu siêu ưu đãi, thì các bạn có thể cân nhắc nha. Và một cái bộ combo khác mà Mỹ Dung nghĩ là cũng sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào mà đã từng cũng như là đã yêu thích cái sản phẩm gel rửa mặt của La Roche Posay. Đây, cái sản phẩm gel rửa mặt dành cho da hỗn hợp, thiên dầu và da dầu nhiều sẽ giúp
giảm cái tình trạng bóng dầu trên da nhờ cái độ cân bằng pH là 5.5 cũng như là cái thành phần kẽm thì sẽ giúp kiểm soát dầu được tốt, đang được ưu đãi 24% cho một cái dung tích 400ml như thế này, có giá là 560, hiện tại đang giảm chỉ còn 450.000 thôi và được tặng kèm thêm một tuýp đi vào cộng 15ml để điều trị những cái tình trạng mụn ẩn cũng như là mụn sưng viêm trên cái làn da. Cho nên là các bạn hãy ghé thăm trang web của Thế Giới Skin Food để có thể mang về cho mình những ưu đãi đến từ nhãn hàng dược mỹ phẩm La Roche-Posay các bạn nhé. Và đừng quên thì hiện tại chúng ta đang có chương trình đó là tặng ngẫu nhiên cho ba bạn khán giả may mắn nhất cái sản phẩm serum Effect La. Ôi dã man các bạn ơi. Một set như này 450.000. Rẻ đỉnh luôn đấy, gọi là vừa mua vừa tặng ấy, mình tranh thủ. Mua tức là phải chạy shop luôn đó. Hoặc là mình có thể online đúng rồi. Thế giới Skin Food thì đang có mặt ở toàn quốc. Thì các bạn, một là các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng, hai là các bạn có thể đặt online ở trên website nha. Rồi Dung nhận được một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Sương. Bạn có tên là Nguyễn Phương. Bạn nói là cô ơi, gần đây á em bị mụn ở ngay cái rìa chân tóc và sau gáy thì không biết là do nguyên nhân nào và cách khắc phục như thế nào, không biết có phải là do thay đổi nội tiết hay không, mong bác sĩ và mọi người tư vấn. Cô chào em Nguyễn Phương. Thì nếu mà Nguyễn Phương bị những cái mụn mà ở cái rìa chân tóc và sau gáy thì Nguyễn Phương cũng nên cẩn thận coi lại giùm cho cô là cái sản phẩm dầu gội đó. Tại vì trong những các thành phần mà sinh ra mụn trứng cá, nếu mà các bạn mà được biết cái danh sách đó liệt kê thì các bạn thấy cái dầu gội đầu nó cũng có nữa. Và lâu lâu đó, ở trong chúng ta không biết là một lúc nào đó thi thoảng có thể các bạn sẽ thấy trên da đầu mình có một cái mụn mà mình khửi khửi nó ra một cái nhân giống như nhân trứng cá mà mình có thể nặng được. Cái đó là do lúc bây giờ đó là cái mình phải coi lại cái sản phẩm chăm sóc tóc của mình. Một số những cái thành phần trong sản phẩm chăm sóc tóc cũng có thể sinh mụn nữa đó Phương. Thì tại vì bác Sương không có ngó trực tiếp được cái da của em cho nên là cô chỉ có thể là tư vấn một cách là chung về cái mặt lý thuyết. Đó là coi lại sản phẩm chăm sóc tóc. Cái thứ hai là đừng để tóc quá nhiều rồi phủ dày lên. Ví dụ như là Phương có thể là buộc tóc lên. Không biết Phương là con trai con gái nữa, nhưng mà nếu mà là con trai thì có thể húi cho nó cao lên, còn con gái thì buộc cái đuôi nhỏng lên giống như là cô Mỹ Dung vậy nè. Đó thì như vậy đó là nó làm cho những cái vùng da này được thoáng. Và về cái thuốc mà bôi á thì là Phương cũng sẽ dùng giống như là thuốc bôi ở trên mặt thôi. Chỉ có điều là nếu đằng sau gáy thì mặn là tự bôi lấy và hoặc là nhờ cái sự giúp đỡ của những người thân trong cái việc mình bôi thuốc nha. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Sương. Và Mỹ Dung nhận được một câu hỏi từ bạn Hồng Phước nè. Bạn nói là da của em là da dầu, em bị mụn lỗ chân lông to, có bí quyết nào giúp em giảm mụn và lỗ chân lông to không, có sản phẩm nào của La Roche-Posay phù hợp với da em không? Trời, câu này thì chắc là Mỹ Dung sẽ hỗ trợ cho bạn nhé. Đúng bài của Dung rồi. Dạ rồi, xin chào bạn Hồng Phước. Trong cái trường hợp á là mình gặp cái vấn đề về mụn ẩn cũng như là ví dụ như những cái vùng mụn khác đó, mụn sưng viêm cũng được, mà bạn thêm một cái vấn đề đó là bị lỗ chân lông to thì bạn hãy sử dụng Effect La Serum của La Roche-Posay các bạn nhé. Bởi vì như Dung có chia sẻ thì đây là cái sản phẩm sẽ có cái thành phần hoạt tính là phức hợp của ba cái loại axit LHA nè, thì nó sẽ giúp loại bỏ đi những cái tế bào sừng chết làm bít tắc lỗ chân lông của bạn ha. Và tiếp theo đó là BHA và AHA thì sẽ là những cái thành phần hoạt tính đi sâu hơn vào trong cái lỗ chân lông để giúp cái gì ạ? Giúp tiêu sừng cũng như là làm giảm đi cái tình trạng bã nhờn nó gây bít tắc trong cái lỗ chân lông của bạn. Vậy thì từ đó cái lỗ chân lông của chúng ta khi nó thông thoáng, khi nó sạch sẽ thì lỗ chân lông cũng sẽ nhỏ hơn. Và đồng thời đây sẽ là cái sản phẩm có thể giúp cho chúng ta loại bỏ vết thâm cực kỳ tốt trên cái bề mặt da, và nhất là những bạn nào đang ở độ tuổi trưởng thành mà lại gặp cái vấn đề về mụn ngay cái vùng chữ U, nghĩa là cái xung quanh hàm của các bạn ha, ngay vùng cằm. Ví dụ như có những lúc chúng ta quá mệt mỏi với công việc và chúng ta bị stress, chúng ta thức khuya hơn, chúng ta gặp vấn đề về mụn, thì lúc đó các bạn hãy nghĩ ngay đến serum Effect La nha. Và hiện tại ở Thế Giới Skin Food đó thì đang có cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn, ưu đãi đến 20% cho cái sản phẩm serum Effect La này. Hiện tại chỉ có giá là 750.000 thôi, so với giá gốc là 895.000. Và khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một tuýp đi vào cộng 15ml. Thì nãy giờ Dung cũng chia sẻ khá nhiều về serum Effect La rồi, thì bây giờ Dung sẽ mời vị khách mời của chúng ta đó là bạn Tuân Phạm sẽ trải nghiệm cái sản phẩm này lên trên tay được không ạ? Okay. Rồi test trên tay và Tuân sẽ cảm nhận và sau đó là chia sẻ với các bạn nha. Rồi. Mùi rất dễ chịu rồi nhỉ. Đây này, chất kem nó rất là mướt nhá. Mùi dễ chịu lắm ấy. Cái này mà lên da mặt một phát là nó mát. Tôi có thể ra. Tức là nếu như các bạn xoa một bề rộng như này này thì
cái da của các bạn mình cảm giác như kiểu là nó có một cái độ đàn hồi hơn, thích hơn. Tức là sản phẩm này là thu nhỏ lỗ chân lông đúng không chị? Ừ. Ôi dồi ôi, thì em thấy là bạn bè em là lỗ chân lông rất là to. Thì đây là một sản phẩm rất phù hợp mọi người nhé. Một chất kem nó không gây khó chịu quá cho mọi người đâu. Nếu như bạn nào mà sợ mấy cái mùi như kiểu là mấy cái mùi liên quan đến đồ dưỡng da thì mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tại vì thường thường mấy cái đồ dưỡng da như thế này thì khi mà apply lên da ấy thì khoảng 30 giây là nó sẽ bay hết mùi. Thì đương nhiên là một sản phẩm tốt mà nó có axit trong đấy thì nó sẽ bị hơi một chút mùi. Nhưng mà bởi vì tốt cho nên là mọi người cố gắng là mọi người bỏ qua được cái mùi, chút là nó không quan trọng lắm. À, đây là những cái mùi của thành phần đó, chứ nó cũng không sẽ phải là hương liệu. Đúng rồi, nó không phải là mùi của hương liệu. Rồi, vậy thì nếu mà bạn nào mà cả kể các bạn nam nha, tại vì Dung thấy là cũng có rất là nhiều bạn nam gặp cái vấn đề về mụn ở trên da mà bạn lại hay rất là ngại dùng, tại vì là nam mà nên là sẽ không có thích cái gì dính dính khó chịu trên da, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm đối với cái sản phẩm serum Effecla. Đây là một cái sản phẩm mà có cái chất là chất lỏng ha, màu trong suốt, và nó khi mà các bạn thoa lên da thì nó sẽ tan ngay trên cái bề mặt da của mình và không hề để lại bất kỳ cái màu hay là cái cảm giác khó chịu nhờn rít trên cái bề mặt da của mình. Và Dung xin nhắc lại, đây là một cái sản phẩm có thể giúp điều trị những cái tình trạng mụn ở ngay vùng chữ U, những bạn nào mà hay gặp vấn đề về stress và lên những cái vấn đề về mụn trên da, đồng thời gặp nhiều vết thâm sau mụn để lại, có lỗ chân lông to, da dầu nhiều và mong muốn tìm sản phẩm có thể cải thiện những khiếm khuyết trên cái làn da của mình, thì các bạn có thể sử dụng serum Effecla các bạn nhé. Và đối với cái sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng một ngày 2 lần vào sáng và tối, kết hợp với một số những cái sản phẩm làm sạch khác đến từ La Roche-Posay, ví dụ như tẩy trang, rồi ví dụ như là kem chống nắng để bảo vệ da. Thì khi mà chúng ta sử dụng một cái quy trình hoàn thiện như vậy thì Dung tin chắc là sau một thời gian da của chúng ta sẽ được cải thiện các bạn nha. Rồi, và đừng quên là hiện tại trên Thế Giới Skin Food đang có ưu đãi nhé. Thường thường kiểu mọi người kiểu không quan tâm đến serum lắm, nhưng mà thực sự là từ khi mà mình dùng bắt đầu các dòng serum ấy, trước mình có dùng B5, bây giờ vẫn đang dùng B5, thì mình thấy là serum là một cái rất là đỉnh. Bởi vì nó ngấm sâu vào trong từng tế bào của các bạn. Thường thường thì mọi người, bởi vì sao, hay nghe trên mạng, bảo là chỉ cần dùng sữa rửa mặt là một này, toner là hai này, thứ ba là dưỡng da là xong. Nhưng mà từ khi mà mình có serum là mình thấy là mình bỏ cái bức toner luôn ấy, thì mình dùng serum đấy, thì mọi người có thể dùng. Không biết là ví dụ khi mà mình kết hợp giữa serum này rồi thì mình dùng dòng dưỡng da nào của Roche-Posay thì phù hợp với chị? Thì đối với những bạn nào mà chúng ta có cái làn da mà hơi mất nước, hơi khô, thì các bạn có thể sử dụng serum Effecla kết hợp cùng với lại serum Hyaluron B5, hoặc là có thể dùng cái gel B5 giống như là Tune đang dùng, thì nó cũng sẽ rất là phù hợp. Bởi vì trong cái việc mà điều trị mụn á, thì mọi người hay bỏ qua cái việc dưỡng ẩm, trừ khi trong những cái trường hợp mà chúng ta bị mụn quá nặng, thì lúc này chúng ta sẽ cần nghe ý kiến của bác sĩ về cái việc là nên sử dụng dưỡng ẩm như thế nào cho phù hợp. Còn nếu đối với những trường hợp nhẹ thì các bạn vẫn nên sử dụng thêm cái những cái sản phẩm dưỡng ẩm cho phù hợp, bởi vì khi mà trên da của chúng ta có độ ẩm thì chắc chắn là cái khả năng phục hồi da của mình nó sẽ cao hơn các bạn nha. Rồi, còn bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho bác sĩ Sương đến từ một bạn khách mời có tên là Hương Kinney. Bạn hỏi là: thưa bác sĩ Sương, em có mụn từ lúc dậy thì, em đi da liễu và được bác sĩ kê uống ISO. Em thấy da hết mụn nhưng mà da căng đỏ, nhiều sẹo lõm và vết thâm. Em cần phải làm thế nào để duy trì làn da không có mụn hết thâm và khắc phục được vết lõm do sẹo để lại? Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chào em Kim Ly. Theo những cái mô tả của em, và đặc biệt là khi mà có uống cái chỉ định uống isotretinoin từ các bác sĩ chuyên khoa, thì như vậy có thể là Kim Ly đã trải qua một cái giai đoạn mụn nặng rồi, và bây giờ là đang ở cái giai đoạn phục hồi. Thì sẽ có hai việc mà Kim Ly cần làm: một là phục hồi da, và thứ hai nữa đó là mình kiểm soát mụn. Với mụn chúng ta không thể nói là mình không nổi một cái nào đâu, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát nó, tức là làm cho nó đỡ tái đi tái lại, nổi ít đi, hoặc là khi nổi thì không để lại sẹo giống như trước đây. Thế thì Kim Ly cần dùng những cái sản phẩm phục hồi. Những cái sản phẩm phục hồi đó Kim Ly có thể bôi vào ban ngày, và sản phẩm giúp cho kiểm soát mụn, giúp cho mụn đỡ tái đi tái lại, thì em có thể là sẽ bôi vào buổi tối. Thì những cái chất mà có thể giúp cho phục hồi da, Kim Ly có thể dùng, nó bao gồm có những cái thành phần mà có chứa axit hyaluronic là một nè, vitamin B5 nè, niacinamide, thì cái đó là ni bôi vào ban ngày. Rồi những cái mà thành phần mà như retinol nè, axit salicylic nè, LHA nè, AHA, thì Kim Ly sẽ bôi vào buổi tối. Thì như vậy cái buổi tối đó nó làm cho vuốt, cho láng mướt trở lại, và kích thích một cái quá trình luân chuyển tế bào để làm cho cái sẹo nó đỡ hơn và đồng đều màu da hơn. Còn buổi sáng thì là những cái thành phần dưỡng ẩm,
và nó sẽ làm cho cái da của Ni nó được phục hồi dần dần. Thì cái vết thâm đỏ là chắc chắn là Ni sẽ hết thôi nha. Và Ni nhớ là Ni cần phải tránh nắng. Riêng về đối với là những sẹo lõm thì đây là một cái việc điều trị nó mình không thể cầu toàn. Có thể là Ni chỉ được bớt 20-40% cái độ lõm hoặc cái độ rộng của sẹo mà thôi. Và có thể cần phải có những cái can thiệp. Những cái can thiệp ví dụ như là laser fractional, ví dụ như là lăng kim hoặc là ví dụ như là peel da. Thì những cái đó cần có một cái thăm khám hoặc chỉ định của những chuyên gia nghe nhìn nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bạn Hương Kini ơi, nếu mà để mà sử dụng những cái sản phẩm có thành phần hyaluronic thì bạn có thể tham khảo sản phẩm serum hyalu-B5 của La Roche-Posay ha, hoặc là Cicablab Balm B5 của La Roche-Posay thì đều sẽ có những cái thành phần giúp làm mềm, làm mượt và phục hồi da. Còn nếu chúng ta đang gặp vấn đề về mụn sưng viêm hoặc là mụn trưởng thành ở trên da, nhiều vết thâm, nhiều lỗ chân lông thì các bạn nhớ là hãy sử dụng ngay cái serum Effect La này nha các bạn nhé. Nó là căng mịn luôn. Thì lắm ấy không mọi người ạ? Thích lắm chị ạ. Và bây giờ mình sờ lên mình sẽ thấy là cảm giác y như là mình chưa có thai cái gì đúng không em? Rồi hồi nãy giờ Dung thấy là có nhiều bạn comment cho Tun lắm nè. Bạn đang chia bảo là hôm nay anh Tun mặc áo nửa trái tim, nửa còn lại là của em đó nha. Rồi. Báo gì? Có một bạn tên là Minh Duy hỏi là bạn Tun ơi, cho mình hỏi là mình bị mụn ở phần xương hàm nhưng mà bị lên nhiều lần thì thế nào? Tun có bị giống mình hay không? Có nghĩa là xương bạn xương hàm là ngay cái vùng này. Đúng rồi. Thì con nghĩ một phần là do đeo khẩu trang đúng không? Cũng đeo khẩu trang rồi thì bôi cũng dưỡng da nhiều ấy. Mình nghĩ là đeo khẩu trang này xong rồi mồ hôi nhiều, mình còn da dầu thì cái việc mà bị mụn ở đây thì nó không tránh được. Nhưng mà bây giờ nếu như kiểu là không tránh được rồi nhưng mà có cách nào để có thể cải thiện không? Nhiều khô xương vậy. Cái mụn mà đặc biệt là cái khu vực mà ở cái phần hàm dưới đó các bạn, thì nó có thể là cái mụn nó có liên quan đến đặc biệt là cái vùng chữ U, tức là phần trán và các phần hàm dưới ở đây nè. Thì các bạn U ngược đó, thì khi mà tuổi dậy thì mụn nó chỉ ở trên trán, cái vị trí để tất cả những em bé tiền dậy thì và dậy thì, và khi là người lớn thì là nó sẽ là cái phần chữ U này. Thì trong trường hợp đó thì các bạn sẽ thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm giúp kiểm soát mụn. Ở đây là bác sĩ Sương dùng cái từ là thường xuyên, là vì nó đòi hỏi phải sau vài tuần cái da mình nó mới đẹp. Và khi nó đẹp rồi thì mình vẫn phải duy trì để cho nó đẹp hoài. Do đó đó thì cái mấy sản phẩm đó thì các bạn sẽ được bôi hoài liên tiếp luôn, mỗi tối đều đặn luôn. Và ban ngày thì chúng ta có thể kết hợp với dưỡng ẩm và chống nắng. Thì mình chọn, nếu mà mụn viêm thì các bạn có thể là sử dụng những cái thành phần như là cái BBO, tức là peroxide benzoin, hoặc là mình chấm những cái thuốc mà có niacinamide nè, rồi có cái BHA như là acid salicylic, LHA lên ngay cái mụn viêm đó. Còn nếu mà nó ti đều thì mình có thể bôi trên diện rộng, và lúc bây giờ nồng độ của mấy cái thành phần trên sẽ được làm giảm nhẹ xuống. Dạ. Thì với cái trường hợp mà bị mụn ngay xương qua hàm á các bạn có thể dùng serum Effect La, bởi vì serum Effect La cũng sẽ có những cái thành phần như salicylic acid nè, LHA, AHA này đúng không? Cho nên là nó sẽ tác động một cái mức độ vừa phải lên trên cái bề mặt da, bởi vì đây là những sản phẩm đã được các bác sĩ da liễu và các nhà khoa học đã kiểm nghiệm rất là kỹ trước khi đi ra ngoài thị trường. Và các bạn biết không, La Roche-Posay là một nhãn hàng dược mỹ phẩm số 1 ở trên toàn thế giới, được hơn 90.000 chuyên gia da liễu khuyên dùng, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm serum Effect La các bạn nhé. Đây là một sản phẩm vừa có thể ngừa thâm, giảm mụn mà còn giúp cho cái làn da của chúng ta giảm tình trạng nở rộng lỗ chân lông đó. Rồi, và ngày hôm nay thì Dung đã nhận được khá là nhiều câu hỏi, và ngoài ra thì cái sự tư vấn từ bác sĩ Sương cũng như là bạn Tun rất là nhiều. Và còn một câu hỏi nữa của bạn Phan dành cho bạn Tun, đó là bạn Phan hỏi là Tun ơi, bình thường khi mà bạn bận rộn như vậy thì trong ngày Tun sẽ dành thời gian nào để mà chăm sóc da? Tức là mình là một người mà rất là yêu bản thân mình, nên là cái việc mà chăm sóc da là kể cả không có thời gian vẫn bắt buộc chăm sóc da bằng được. Ví dụ như hôm nào mà dậy đi quay 5 giờ thì sẽ cố gắng là dậy từ 4 giờ để skin care. Và mỗi bước skin care của mình là cách nhau 5 phút. Thì đấy là một lời khuyên của mình cho mọi người biết có đúng hay không. Thì tức là một bước lên mặt thì các bạn cần phải có thời gian để cho sản phẩm này nó ngấm. 5 phút sau các bạn mới bắt đầu bôi tiếp. Cho nên là một bước dưỡng da của mình ít nhất phải khoảng 20-25 phút. Cho nên là cũng cần một quãng thời gian rất là dài. Và tôi thì thường skin care cả sáng lẫn tối. Tức là sáng thức dậy, tẩy trang, rửa mặt, dưỡng da. Tối khi nào mà đi làm về thì bắt đầu là tẩy trang, rửa mặt, dưỡng da y chang thế. Chỉ có điều là buổi sáng thì bôi thêm kem chống nắng thôi. Và có một cái nữa là serum rất quan trọng mọi người ạ. Đấy, như mình đã giới thiệu với mọi người thì các bạn có thể tìm mua sản phẩm như thế này. Nó sẽ giúp các bạn mụn thì có thể là điều trị dễ,
nhưng mà để mà giảm thâm sau mụn thì nó sẽ là một cái hành trình rất là khó. Cho nên là đây là một sản phẩm mà tích hợp rất là nhiều những cái yếu tố, tức là lỗ chân lông của các bạn sẽ nhỏ hơn đấy, tức là từ da mụn lên da khỏe là được, nhưng mà để từ da khỏe lên da đẹp thì nó sẽ là một cái hành trình rất là khó. Thì mình nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm nó đồng hành cùng được với mọi người. Nhưng mà cần phải hỏi chị Dung là ví dụ như kiểu là hôm nay là giảm giá, ví dụ như kiểu không giảm giá thì sản phẩm này chính thức bán sẽ là bao nhiêu để cho mọi người có thể là biết để mà mua, nếu mà như kiểu là hôm nay lỡ không mua được chẳng hạn. Chính thức là giá của sản phẩm là 895 các bạn nhé. Và hiện tại ở trên Thế Giới Skin Food á, thì chúng ta sẽ được mua sản phẩm này với giá ưu đãi 20%, chỉ còn lại 750.000 thôi. Và chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái tuýp Effect Light Dual Cộng. Dual Cộng là cái sản phẩm mà sẽ giúp điều trị mụn sưng viêm cũng như là mụn ẩn tàn mặt. Thì các bạn nếu mà ai á, mà gặp cái tình trạng mụn nhiều á, thì các bạn có thể kết hợp một lúc cả hai. Nghĩa là buổi sáng các bạn có thể thoa Effect Light Dual Cộng và buổi tối các bạn có thể thoa serum Effect Light, thì nó sẽ là một cái giải pháp mà double để cho cái làn da của mình có thể cải thiện nhanh hơn. Thì nhớ nha, ngày hôm nay ưu đãi sẽ rất là lớn tại Thế Giới Skin Food, thì các bạn nhớ là hãy ghé thăm Thế Giới Skin Food để mà chúng ta có thể mua những sản phẩm hấp dẫn đến từ La Roche Posay các bạn nha. Rồi, và hiện nay thì Dung đã có được hai cái tên dành cho cái chương trình ngày hôm nay là hai bạn may mắn sở hữu được serum Effect Light. Bây giờ Dung sẽ mời bạn Tuân Phạm sẽ đọc hai cái tên này được không ạ? Okay. Một bạn á, thì sẽ được chọn ở fanpage của Tuân, thì chúng ta sẽ thông báo ở phần comment. Còn hiện nay thì chúng ta sẽ đọc hai cái tên được chọn trực tiếp trong buổi livestream này. Rồi xin mời Tuân nhé. Quá long trọng quá, xin kính nhận. Quá long trọng. Đây. Ba bạn được nhận quà tất cả. Một bạn là do Tuân chọn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai tên rồi. Đầu tiên là xin được chúc mừng Hồng Phước là người đầu tiên giành được phần quà. Người thứ hai đó chính là Hương Kini. Đấy, thì bây giờ là sẽ mời chị công bố là làm như thế nào để các bạn có thể nhận được quà, tức là liên hệ với fanpage hay là như thế nào. Bởi vì em nghĩ rằng là Phước với cả Kini bây giờ đang rất là tưng bừng rộn rã để có thể nhận được một sản phẩm rồi. Có chất lượng như thế. Cảm ơn Tuân rất là nhiều. Xin chúc mừng một lần nữa bạn Hồng Phước và bạn Hương Kini. Không biết là hai bạn có còn đang theo dõi livestream không ạ? Xin chúc mừng hai bạn đã trở thành người may mắn nhất của chương trình ngày hôm nay, nhận về cho mình một cái sản phẩm serum Effect La. Thì các bạn hãy nhanh tay gửi về cái thông tin cá nhân của mình cho fanpage của La Roche Posay kèm theo địa chỉ cũng như là số điện thoại nhé, để mà La Roche Posay có thể gửi đến phần quà này cho các bạn. Và một bạn nữa do Tuân chọn thì sẽ thông báo sau ở phần comment nha các bạn nha. Và do là thời lượng livestream cũng có hạn thôi, thì ngày hôm nay Mỹ Dung đại diện cho nhãn hàng dược mỹ phẩm La Roche Posay cùng với The Skin Food rất là cảm ơn sự xuất hiện của hai vị khách mời vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay, đã dành thời gian quý báu của mình để chúng ta có một cái buổi trò chuyện chia sẻ rất là thú vị về những kiến thức làn da. Thì trước khi kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ Sương có đôi lời chia sẻ với các bạn ạ. Chào các bạn, chúng ta hôm nay gặp nhau trong một cái chương trình livestream về chủ đề mụn trứng cá. Thì cái mụn trứng cá nó đôi khi nó cũng là rào cản cho một số bạn trong những cái quan hệ xã hội của mình. Và cái việc mà điều trị nó cần phải có một cái thời gian kéo dài trong nhiều tháng, kể cả sau đó nữa. Cho nên là cái điều khuyên các bạn đó là mình nên kiên trì, kết hợp với lại một cái chế độ sinh hoạt, ví dụ như là giảm ngọt béo sữa nè ha, giảm ăn mấy cái món đó, giữ cho tinh thần thoải mái, chọn lựa những cái sản phẩm chăm sóc da cho phù hợp và thực hiện theo cái hướng dẫn của những cái nhãn hàng hoặc là trong những cái mức độ từ trung bình đến nặng là của thầy thuốc. Mến chúc các bạn có một làn da khỏe và đẹp, và gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn Tuân thì sao ạ? Xin mời Tuân. Hôm nay nói chung là lần đầu tiên mà mình được tham gia một chương trình về da và tư vấn da cho mọi người cùng với bác sĩ Sương và chị Dung. Thì qua buổi ngày hôm nay thì bên cạnh Tuân thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn về chăm sóc da của mình. Và các bạn phải hiểu là chăm sóc da nó là một cái hành trình dài hơn, chứ không phải là ngày hôm nay tôi bôi cái này lên thì ngày mai tôi sẽ hết mụn luôn, thì đấy là không phải. Và các bạn cần phải có một quá trình chăm sóc da từ lúc mà các bạn đang bị nhiều mụn, đến lúc giảm, đến lúc đẩy hết mụn lên, và đến lúc hết, và đến lúc hết thâm, và đến lúc sáng lá. Thì hy vọng rằng là tất cả các bạn nào mà đang gặp tình trạng về mụn thì các bạn sẽ có một làn da sáng và lá siêu đẹp. Và bạn nào mà bị nhiều mụn rồi, hết mụn rồi, thì đến ngày hôm nay sau buổi chia sẻ này thì các bạn cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn về da. Ví dụ như kiểu là như Tuân, ngày hôm nay là con biết thêm một kinh nghiệm là hóa ra là trưởng thành vẫn bị mụn, chứ không phải như ông bà bố mẹ mình nói là trẻ con mới bị mụn mà người lớn thì không. Đấy, thì chúc các bạn có một làn da thật sự rất là trộm vía và tuyệt vời.
Cảm ơn bác sĩ Sương, cảm ơn chị Dung. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình livestream lần sau của nhãn hàng dược mỹ phẩm La Roche Posay cùng với những vị khách mời khác sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích các bạn nhé. Bye bye.